Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi, những người làm chương trình luôn hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút vui vẻ bên người thân và gia đình. Kính thưa quý vị và các bạn, từ xưa tới nay, phàm là người sống trên đời thì không có ai là không mắc sai lầm. Tuy nhiên, chúng ta có biết khoan dung, vị tha trước những sai lầm của người khác hay không? Hay chỉ một mực nhìn vào sai lầm trong quá khứ mà không cho họ cơ hội sửa chữa lỗi lầm? Không có người hoàn hảo, chỉ có người với tấm lòng thiện lương, độ lượng trước những sai lầm của người khác, giúp người khác sửa sai, trở thành một người tốt mới là người đáng trân quý. Câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ sau đây có ý nghĩa như vậy. Ngày xưa có một người tên là Vương Liệt. Ông là người hiểu biết, trọng lượng, thấu hiểu lòng người. Thời đó trong nước có một người trộm trâu, bị người chủ trâu bắt được. Người trộm trâu nói: "Tôi trước đây mê muội, không biết nên sống như thế nào. Từ nay về sau tôi xin hối cải làm lại cuộc đời. Ông đã tha tội, dung thứ cho tôi thì xin đừng để cho Vương Liệt biết." Sau đó, Vương Liệt biết được chuyện này, tỏ ý muốn tặng cho người trộm trâu này một ít vải vóc, thưởng cho anh ta vì có thiện tâm biết xấu hổ mà hối cải, để khích lệ anh ta. Vài năm sau, có một ông lão đi đường gánh một gánh nấm rất nặng, có người đã giúp ông gánh đi hơn chục dặm đường. Ông lão muốn mời anh ta về nhà, nhưng anh ta đặt gánh nắm xuống liền trời đi luôn, hỏi tên anh ta không nói. Ông lão tiếp tục đi, trên đường đi lại bị rơi mất thanh kiếm. Có người nhặt được thanh kiếm, vốn định để kiếm ở ven đường rồi đi, nhưng lo rằng người phía sau sẽ nhặt mất, liền cầm kiếm đứng ở bên đường đợi đến tận tối. Ông lão quay lại tìm bảo kiếm bị mất, phát hiện ra người nhặt được kiếm đợi ở ven đường để trả lại kiếm cho mình chính là người hảo tâm đã gánh nắm giúp mình lúc trước. Ông lão kéo áo vì ân nhân nói: "Lúc trước anh đã gánh nắm giúp tôi còn chưa biết tên anh. Bây giờ anh lại ở đây trông giữ kiếm và trả lại cho tôi. Không có ai nhân nghĩa được như anh. Xin cho tôi biết danh tính của anh. Tôi cần phải nói cho Vương Liệt biết." Anh ta liền cho ông lão biết tên rồi rời đi. Ông lão nói cho Vương Liệt. Vương Liệt nói: "Ta chưa bao giờ thấy người nhân nghĩa như vậy trên đời." Ông cho người đi điều tra, hóa ra là người trộm trâu ngày trước. Chính nhờ Vương Liệt đã tặng vải vóc cho người trộm trâu, khích lệ ông ta hối cải hướng thiện, nên người trộm trâu mới trở thành người lương thiện, nhân nghĩa giúp người gánh nặng, nhặt được bảo kiếm trả lại người mất, cảm hóa đạo tặc trở thành người tốt. Đó là truyền thống tốt đẹp mà cổ nhân đã để lại. Xã hội ngày nay thật cần những điều tốt đẹp như vậy được khôi phục và lan tỏa hơn nữa, để các giá trị đạo đức được con người thấm nhuần và luôn sống hướng thượng như những điều mà cổ nhân đã dạy. Thù hận đi ngược lại với khoan dung. Thù hận là căn nguyên chủ yếu của các loại bất hạnh trên thế gian. Tất cả những người tốt trên thế gian này đều có tâm lương thiện và khoan dung. Khi lợi ích cá nhân của họ bị tổn hại nghiêm trọng, họ vẫn có thể xua tan mọi thù hận với người khác, những người làm hại họ, bằng nội tâm thiện lương và vị tha. Giống như mặt trời tỏa sáng làm tan băng tuyết, một trái tim khoan dung có thể xua tan mọi hận thù. Khi một người không ghét bỏ người khác, người ấy đã tránh xa khỏi sự thù hận. Người có đạo đức cao thượng luôn biết cách phân biệt chính tà và xa lánh mọi sự thù hận. Chỉ khi xa lánh mọi thù hận, người ấy mới nảy sinh lòng khoan dung. Một người khoan dung chân chính phát xuất ra ánh hào quang của từ bi và tường hòa. Ánh hào quang ấy chiếu sáng những người xung quanh và chính bản thân họ. Khi một người thực sự khoan dung từ nội tâm, không oán, không hận, người ấy mới có thể cảm nhận được hạnh phúc chân chính. Họ sẽ được ban phúc lành và con đường sẽ trải dài trước mặt họ. Ngược lại, một người tâm đầy thù hận sẽ không bao giờ thật sự thiện với người khác. Ngọn lửa
thù hận sẽ khiến họ mất lý trí. Nó cũng giống như một thanh gươm tẩm độc, không những làm người khác bị thương mà còn làm hại chính chủ nhân của nó. Dung chính là một loại trí huệ, là bao dung trong khi kiên trì giữ vững đạo nghĩa, là quan tâm yêu mến và có trách nhiệm với người khác, cần phải có tấm lòng phóng khoáng và tâm thiện với người khác. Tử Cống, một học trò của Khổng Tử, từng hỏi Khổng Tử rằng: "Có chữ nào có thể trở thành nguyên tắc được tôn thờ cả đời không?" Khổng Tử nói: "Đó đại khái là chữ thứ, tức là tha thứ. Thứ có nghĩa là khoan dung." Cổ nhân chú trọng tu thân, luôn luôn xem xét, cảnh tỉnh bản thân, có thể dùng lòng khoan dung, bao dung những thiếu sót của người khác, không chỉ giúp bản thân tích đức mà còn có thể cảm hóa, khiến người khác hướng thiện. Dưới đây là một vài câu chuyện được ghi chép lại trong sách cổ. Thời Chuyến Quốc, nước Lương có vị đại phu tên gọi là Tống Tựu, từng làm huyện lệnh một huyện vùng biên giới. Huyện này giáp danh với nước Sở. Hai nước Lương, Sở dựng lên một trạm gác biên giới. Nhân viên trạm gác biên giới trồng một vườn dưa. Người nước Lương vô cùng cần mẫn chịu khó, nhiều lần sang tưới cho ruộng dưa. Loại dưa họ trồng lên rất tốt. Người nước Sở lười biếng, ít khi tưới nước, dưa họ trồng lên không tốt lắm. Khi nước Sở sinh lòng đố kỵ, nhân lúc nửa đêm tới dẫm đạp và kéo đứt thân cây. Sau khi người nước Lương phát hiện liền báo lại cho huyện lệnh Tống Tựu, cho rằng phải trả thù họ, bèn chuẩn bị qua dẫm nát ruộng dừa nước Sở. Tống Tựu nghe vậy lắc đầu mà rằng: "Sao lại làm như vậy? Kết oán với người ta là con đường chuốc họa vào thân mình. Dù người ta đối xử không tốt với mình, chúng ta cũng phải đối tốt với người ta. Sao lại hẹp hòi vậy? Ta bảo các ngươi này, mỗi tối cử một người âm thầm sang tưới nước cho ruộng dưa nước Sở, nhớ đừng để họ biết." Sáng sớm người nước Sở ra đến ruộng đã thấy nước tưới xong rồi. Cứ như vậy, nhờ người nước Lương giúp đỡ,
ruộng dừa bên nước sở ngày một tươi tốt. Người nước sở cảm thấy rất kỳ lạ, bèn âm thầm quan sát, dò hỏi, biết rằng hóa ra đều là người nước Lương làm. Họ cảm thấy vô cùng kinh động, bèn báo lại chuyện này cho triều đình nước sở. Quốc vương nước sở sau khi biết chuyện, thấy rất khó xử, bèn mang lễ hậu tới tạ lỗi nhân viên trạm gác nước Lương và muốn kết giao với người quốc vương nước Lương. Quốc vương nước sở sau đó nhiều lần ca ngợi quốc vương nước Lương giữ lễ nghĩa, vậy mới nói quan hệ hữu hảo giữa hai nước Lương sở bắt nguồn từ cách giải quyết thỏa đáng câu chuyện ruộng dưa trạm gác nơi biên giới. Cổ ngữ nói, chuyển bại thành công, phúc sinh từ họa. Lão Tử nói, lấy đức báo oán, chính là nói đến những chuyện như vậy. Trong văn hóa truyền thống, nghiêm khắc với bản thân mình, độ lượng với người là một trong những chuẩn mực quy tắc đạo đức trong tu dưỡng cá nhân và đối đãi với người khác của người quân tử. Người quân tử tự yêu cầu bản thân kiên định giữ gìn chính đạo, hướng nội tu thân, hướng ngoại thu phục được lòng người, gắng hết sức mình tạo điều kiện cho người khác, tận tình giúp đỡ người khác, thể hiện sự tôn trọng và quan tâm yêu mến với người khác. Khoan dung là một cảnh giới vô tư, tràn đầy tình nhân ái. Thiết nghĩ, chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ chính bản thân mình, quy chính và khôi phục lại văn hóa truyền thống, trừ bỏ văn hóa bại hoại làm nhân loại xuống dốc, làm người theo nguyên tắc đạo đức, chân, thiện, nhẫn, thì chúng ta mới có thể có một tiến trình sinh mệnh quang vinh, mỹ hảo. Tiếng khen nói vang vọng khắp rừng, gọi mùa xuân về trên non cao, chim lánh lót cất tiếng chào, hoa mai nở đón chào mùa xuân. Lộc cộc ngựa phi vang khắp chợ, bạn nhỏ rực rỡ màu áo mới, kia ai hát mùa xuân vinh hằng, tâm bao người mong chờ ngàn xuân. Trên non cao ngàn hoa khoe sắc, có loài hoa nở khắp bốn mùa, hoa sen thơm chân thiên nhân đẹp lung. Chương trình của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Chúng ta hãy cùng chia sẻ chương trình này trên trang Facebook và YouTube Khát vọng cuộc sống quý vị nha. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 8:30 tối thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.